anh khách đến shop Happy ở Tân Phú để trải nghiệm thử cái dòng mũ anh Second Cơ, tại vì anh thấy cái dòng này nó có sự khác biệt đối với những dòng mũ khác. Đó là ở trên đỉnh đầu nó có trang bị sẵn cái ngàm để gắn camera hành trình, và cái mái che của nó mà trước á nó sẽ hơi vảnh lên một chút xíu chứ nó không có ăn liền ăn xuống phía dưới giống như những dòng nón khác. Cái này thì sẽ rất là tiện dụng nếu như bạn nào có nhu cầu gắn camera hành trình, nhất là gắn lên những cái mũ thể thao, tại vì thường nó không trang bị sẵn đâu và gắn cho cái nón này nó sẽ rất là khó. Cái mũ ANC này kiểu dáng nó sẽ rất là khác, bạn thấy phía sau nó có đuôi chỏm lên xíu không. Song song đó thì sẵn dịp anh cũng là thử luôn những cái mũ, ví dụ như là mũ full face nhỏ gọn nhẹ nhất là Eagle E7 nè, thì mũ này nó sẽ phù hợp những bạn nào mới đội từ nửa đầu hoặc 3/4 luôn full face, kiếm một cái mũ nhẹ không quá to không quá cồng kềnh, có thể là kính bụi kính gió và bảo vệ tốt cũng như là tháo lót này nọ được á, thì Eagle E7 cũng là cái lựa chọn cực kỳ tốt luôn ha. Sau một hồi lựa chọn á thì anh chợt anh thấy là anh thử thêm cái nón ANC08 nữa, và cuối cùng là chỉ là lựa chọn ANC08 thôi, nhưng mà phân vân là màu đen bóng với đen nhám cái nào nó đẹp nó tốt hơn, thì mình cũng cho anh thử đội thực tế luôn. Thật sự là mình cũng cố gắng trải nghiệm đem càng ngày càng nhiều hàng về để cho mọi người có thể là thử thoải mái ha, chốt thích cái nào thấy cái nào nó phù hợp với mình thì mua cái đó, mua rồi mà không thích phải đổi trả được nha, hàng mới hàng chưa qua sử dụng nha. Hiện Happy có 7 cửa hàng, các bạn có thể là tranh thủ tới Happy gần nhất để trải nghiệm nha. Rồi cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.